Dạ, mến chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Vũ, có một số hoa giấy bông trang thường trọng giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, rồi anh Vũ. Rồi chào anh Thái ha. Chào tất cả cô chú anh chị đến kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc, số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912. Thì hôm nay trở lại nhà vườn em quay một số bông giấy ha cô chú, gồm tím tiết, tím bớm với một số mỹ đỏ đuôi cáo với một số trang thường trọng ha cô chú. Để không mất thời gian cô chú thì mã số 1 em vô một cây tím cẩm thạch siêu bông cô chú ơi. Này cao được 1m05 nghe cô chú. Tay ngang tính cô chú 65 ha. Phơm rất là tròn ha. Dạ, phơm đều tròn. Quả em đo đây là vị trí 14 ha cô chú. Đây. Phơm rất là đẹp ha cô chú. Rồi, cái mã số 1 em xin giao lưu giá 350.000 ha cô chú. 350 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chơi nha. Rồi, tiếp tục mã số 2 cô chú ơi. Để tím tiết siêu bông ha. Tông này tông một cốt ha cô chú. Cao 1m02 ha. Tới ngang là 60 cô chú ơi. Một cốt nha cô chú. Đây, rồi dòng eo nhỏ nhất ở đây ha. 15 vành nha cô chú. Khó khăn ở đây khoảng 70 ha cô chú. Rồi mã số 2 này em giao lưu giá cũng 350 nha cô chú. 350 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú nha. Rồi, mã số 3 cô chú ơi. Cao 1m nha cô chú. Tay ngang 60. Hoành đây được 13 hay cô chú. Thoát thân được 69 hay cô chú. Đó. Rồi mã số 3 này em giao lưu giá 350.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã số 4 cô chú ơi. Nguyên con thú luôn cô chú. Cao là 97 hay cô chú. Tay ngang là 60. Đây nó hơi về bị ấy dây nè. Chặn dây lại. Chỉnh sửa đứng lại được ha. Dạ. Hoành vị trí đây là 14 ha cô chú. Đó, bộ đế rất là nôm nha cô chú. Rồi mã số 4 này em giao lưu giá 350.000 luôn cô chú ơi. Bán đồng giá cho cô chú mình dễ chơi nha. Rồi tiếp tục mã số 5 ha cô chú. Rồi tím tiếp ha. Cao 98. Tay ngang 60 ha cô chú. Lô này phơm một cốt ha. Dạ. Rất là đều. Hoành 14 gữ ha cô chú. Hót thăng là 68 ha. Rồi mã số 5 này em giao lưu giá 350 luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã số 6 cô chú ơi. Quá trời bông. Cao là 97. Tay ngang 66 ha cô chú. Hoành vị trí này 15 gữ ha cô chú. Độ hoặc thẳng là 65 ha. Rồi mã số 6 rồi có giá 350.000 luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã số 7 ha cô chú. Mỹ đỏ đuôi cáo ha. Mỹ đỏ đuôi cáo hàng là đang lên bông ha cô chú. Bông rất đẹp nha cô chú. Cao là 89 ha. Tay ngang là 62. Hoành thân được 12 gữ ha cô chú. Rồi mã số 7 này em giao lưu giá 300.000 luôn cô chú ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú mình chơi luôn. Tiếp tục mã số 8 cô chú ơi. Nó hàng mới lên chấm búp gì nè. Rồi khi mà gửi đi là cô chú không có bị rụng bông nhiều nha. Cao 95. Tay ngang là 55 cô chú ơi. Đế lực hay cô chú. Hoành vị trí được 17 hay cô chú. Rồi mã số 8 này có giá 300.000 nha cô chú. Tiếp tục số 9 ha. Bán đồng giá cho cô chú mình dễ chơi nha. Ồ quá trời cây này lên bông nè. Cao 1m06 hay cô chú. Tán ngang là 50. Đây còn một tầng đế nữa nha cô chú. Còn một tầng đế dưới nữa nha. Hoành 14 hay cô chú. Rồi số 9 này cũng giá 300.000 luôn cô chú ơi. Tiếp tục số 10. Phơm này rất là tròn cô chú. Cao là 87. Tán ngang là 50 nha cô chú. Hoành vị trí này 13 hay cô chú. Rồi mã số 10 này có giá cũng 300.000 luôn cô chú ơi. Tiếp tục 11 cô chú ơi. Mỹ đỏ đuôi cáo luôn. Cao là 100 hay cô chú. Tán ngang là 50. Hoành em đo vị trí này 12 gữ nha cô chú. Rồi 11 này cũng 300 luôn ha cô chú.
Phơm rất là tròn. Rồi tiếp tục 12 hết cô chú. Cao 100 nha cô chú, tán ngang là 45. Và anh em đo vị trí này 13 nha cô chú. Đấy rất đẹp hay cô chú. Rồi má 12 này cũng 300 ngàn nha cô chú. Tiếp tục 13 cô chú ơi. Tiếp bướm nha cô chú. Phơm rất là tròn. Cao 1m08 nha cô chú. Tán ngang 69. Đấy còn nó sắn ghê à. Và vị trí em đo được 14 gữ nha cô chú. Sổ đế được 30. Rồi mã 13 này tím bớm em giao lưu giá 350.000 cô chú ơi. Tiếp tục 14 nha cô chú. Cao 102. Tán ngang 67 nha cô chú. Quành 13 nha cô chú. Rồi mã 14 này em xin giao lưu giá cũng 350.000 cô chú ơi. Tiếp tục mã 15 hay cô chú. Cao 100 cô chú ơi. Tới ngàn 60 ha. Quần vị trí này 14 nha cô chú. Rồi mã 15 này 350 luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã 16 nha cô chú. Cao 100 hay cô chú. Tới ngàn 70. Này nó có bị vụt con bo nè mà còn cái nhị ở trong á. Nó đang bắn lên lại. Còn lên lại. Này hoành 14 luôn cô chú ơi. Cổ đế cũng rất là đẹp ha. Rồi mã 16 này có giá 350 luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã 17. Quá trời phơm này tròn à. Đều. Cao 100 cô chú ơi. Tới ngang 70. Hết tiếc cổ đế à. Vành của nó là 14 gữ nha cô chú. Rồi mã 17 em đồng giá luôn 350 nha cô chú. Tiếp tục 18 hay cô chú. Cao 102. Tới ngang 77 hay cô chú. Ôi bộ đế hết biết không. Quành vị trí này 13 gữ thôi cô chú ơi. Rồi 18 này có giá là 350 luôn cô chú ơi. 18 350 cô chú. Tiếp tục 19 em lên trang ha. Trang vàng thần chậu cô chú ơi. Vàng rực luôn ha. Dạ. Này bán xã cô chú mình dễ chơi luôn nha. Cao 1m25. Tay ngang tính cô chú mình 83 ha. Thằng thần nha cô chú. Hàng này được 13 hoành đó cô chú ơi. Thoát thăng được 28 nha. Rồi mã 19 em giao lưu giá 350.000 luôn cô chú ơi. Tiếp tục 20 hết cô chú. Vẫn là thái vàng thun yeah. Chậu. Hạng thần rất lâu cô chú ơi. Cao 1m24. Tới ngang là 85 ha. Hàng thốt thăng gì không nè. 13 hoành cô chú ơi. Này thốt thăng khoảng 20 ha. Rồi mã 20 này có giá 350 luôn cô chú ơi. Tiếp tục 21 hết cô chú. Cao 1m17. Tới ngang 93. Quành vị trí này 12 gữ nha cô chú. Khó khăn khoảng tắt gữ ha. Rồi mã 21 này có giá 350 luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã 22 nha cô chú. Cao 1m11. Tới ngang là 78 nha cô chú. Còn 13 nha cô chú. Rồi 22 này em giao lưu giá cũng 350 nha cô chú. Tiếp tục 23 nha cô chú. Cao 1m15. Tới ngang 89 nha cô chú. Thôi nè, thần nữa nè. Quá trời rễ luôn cô chú ơi. Còn 12 nha cô chú. Rồi 23 này có giá 350 luôn cô chú ơi. Này bán xã cô chú mình dễ chơi nha.
Tiếp tục 24 ha cô chú. Lên cây hồng phấn phất tím cô chú ơi, cũng hàng thần ha. Bông quá xá luôn. Cao 1m15 ha cô chú. Tán ngang tính cô chú mình 65 ha. Em đo cái ngang rồi đây, 13 hoành nha cô chú. Hàng này thần kính mít nha cô chú, hồng phấn phất tím. Rồi mã 24 này em giao lưu giá 300.000 nha cô chú. 300 rồi cô chú ơi. Tiếp tục mã 25 ha cô chú. Cái này form cao ha. Dạ, tầm cao. Cao 1m3. Tán ngang tính cô chú 70 ha. Quanh vị trí này là 13 rưỡi nha cô chú. Hột thằng quá trời đẹp, bộ đế ghê không. Hột thằng 30 cô chú ơi. Rồi mã 25 này em giao lưu giá là 350.000 luôn cô chú ơi. Này bán xã cô chú mình dễ chơi nha. Mã 26 hay cô chú. Cao 1m17. Tán ngang là 74 cô chú ơi. Và vị trí này là 13 cô chú, khó khăn 20 ha. Đó. Này để con sâu ha. Dạ để con sâu. Thì mình khai thác ha. Rồi mã 26 này em giao lưu giá có 300.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 27 cô chú ơi. Cao 1m15. Tán ngang 70 cô chú ơi. Và vị trí này là 12 rưỡi ha cô chú. Rồi 27 này em giao lưu giá có 250.000 nha cô chú. Tiếp tục 28 ha cô chú. Cao là 92. Tán ngang là 60 ha cô chú. Già dữ lắm, già cô chú ơi. Và 11 nha cô chú. Này, xả luôn cô chú ơi. Rồi 28 này em giao lưu giá 200.000 luôn cô chú ơi. 28 200. 29 cô chú ơi. Cao 1m15, tán ngang 63 hay cô chú. Hàng một cốt thẳng như cây cơ. 13 hoành cô chú ơi, cốt thằng gần 30 á. Rồi 29 này có giá 300.000 luôn cô chú ơi. Rồi tiếp tục 30 hay cô chú. Lên chậu đỏ cô chú ơi. Xài lớn với cô chú anh chị. Già cây ha. Cây này cao cũng cỡ 1m4 á. Tán ngang tính cô chú mình 80 đi. Củ đế to. Đây hoành 18 rưỡi ha cô chú. Rồi mã 30. 30 ha. Mã 30 em xin giao lưu giá 500.000 gốc chậu ha cô chú. Hàng này đi làm gốc chậu nha cô chú. Rồi tiếp tục lên 31 ha cô chú. Cũng là chậu đỏ. Chậu đỏ này đi em sang qua cái chậu đen cho cô chú mình hết nha. Cao là 89 hay cô chú. Tán ngang là 72. Thuần lá xanh mướt ha. Dạ. Cây củ đế nở quý anh chị. Hoành 13 rưỡi hay cô chú. Lô này nói chung là chưa khui đế. Bên này cây này nó nơm lên nè. Rồi mã 31 đem giao lưu giá là 300.000 nha cô chú. 31 300 hay cô chú. Hồng phấn phất tím. Rồi 32 hay cô chú. Cao 1m15. Tán ngang tính của chú mình 70 ha. Nguyên cái con thú luôn cô chú ơi. Mềm đỏ trên đây ha. 13 hoành hơn nha cô chú. Nguyên cái con thú luôn. Rồi 32 này em giao lưu giá có 300.000 luôn cô chú ơi. 300 thôi ha. 300 em bao ship toàn quốc luôn. Này bán xã của chú mình luôn. 34 nha cô chú. 33 chứ. Phơm tàn khá đặc nha cô chú. Cao 1m1 nha cô chú. Tán ngang là 72. Hàng này thì một cốt mà còn lúc ở dưới thấp. Cô chú ơi, em đo tổng ở trên đây đi, tổng đây là 24 á, một cốt. Rồi 33 này em giao lưu giá cũng 300.000 nha cô chú. Đó. 33 300 cô chú ơi. Rồi tiếp tục 34 nha cô chú. Cái thái đỏ ha. Dạ. Đang phun bông. Hàng này hàng thần không cô chú. Cao 1m27. Tán ngang là 71 cô chú ơi. Cười quá xá luôn. Cây này về quý cô chú anh chị mình sang chậu mình nuôi lên tới Noel ha. Dạ. Đây còn sâu lắm em lắp lên đây. Này thoát thân chắc cũng tầm khoảng 10 cm. Dạ. Này hoành 13 cô chú ơi. Hầu quá trời em bấm lại sát gạt vàng luôn cô chú ơi. Đó. Rồi 34 này em giao lưu giá 400.000 nha cô chú. 400.000 ha. Đỏ nha cô chú. Nuôi lâu lắm rồi cô chú ơi.
Rồi tiếp tục 35 hả cô chú. 34, 35 là 1 cặp nha cô chú. Đang đóng cơi búp rất là đặc cây luôn. Cao 1m25, tới ngang là 71 nha cô chú. Như thằng này hốc thằng đẹp nè. Hoành 13 cô chú ơi. Rồi 35 này có giá là 400 ngàn luôn cô chú ơi. Tiếp tục 36 hay cô chú. Cây vàng son Cần Thơ ha. Đang full bông. Dạ. Này kêu hoài không mua, cái này hạ giá luôn cô chú ơi. Chứng hoặc vàng son Cần Thơ luôn nha cô chú. Cao khoảng 1m35 á, tới ngang tính cô chú mình 60 rồi ha. Nhân giống ra là rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Dạ cây hoành 10 cô chú ơi. Rồi 36 này bữa nay em giao lưu có 300 ngàn cô chú ơi. Này xả luôn cô chú. Quá trời cây chà bá có 300 à. 37 cô chú ơi. Vẫn là vàng son luôn. Vẫn là vàng son. Một cặp nha cô chú. Cây này thì một cốt ha. Này thì nó tầm khoảng 1m3 đi cô chú ơi. Tới ngang cũng cả 60 ha. Quỳnh 8,5 nha cô chú. Đó, một cốt. Này thoát thăng 38 đó cô chú. Rồi 37 này em giao lưu giá cũng 300 luôn cô chú ơi. Xả luôn cô chú ơi. Tiếp tục 38 cô chú. Cây mít cam. Mít cam. Hàng đang lên bông hả cô chú. Củ đế luôn nha. Cao 1m12. Tới ngang là 50-63 chứ. Cây củ to ha. 12. 12 hoành hả cô chú. Thoát thăng là 38. Rồi mã 38 này em giao lưu giá 250 ngàn nha cô chú. Tiếp tục 29 lên. Ủa 39 hả cô chú. 39 cũng là mỹ cam hay cô chú. Cao 1m1 cô chú ơi. Tới ngang 74. Hoành này hoành 10 gửi hay cô chú. Thoát thăng này cũng cao ạ. Thoát thăng là 41 cô chú ơi. Rồi mã 39 này em giao lưu giá 300 ngàn cô chú ơi. Tiếp tục 40 ha. Em lên vài cây ngũ sắc hay cô chú. Này quá xá trời bông nó lên cô chú ơi. Cao này 72 cô chú ơi, tới ngang 40. Còn em đo được ở đây vị trí này là 5,5 nha cô chú. Rồi, phôi là hồng phấn thái 3 màu. Dạ. 1. Cam cà rốt 2. 2. Vàng là 3. Đỏ là 4. Chanh sen. Chanh sen là 5 màu. Sen Nhật. Là 5 tím màu. Sen. Tím 6. Sen là 6 màu. Rồi, nói chung là khoảng 5 6 màu ăn lên đó cô chú ơi. Đó. Rồi cây mã 40 này em giao lưu giá 250 ngàn cô chú ơi. Tiếp tục 41 nha cô chú. Đây thì nó cũng na ná vậy ha, chiều cao hước tắc cũng vậy ha cô chú. Này được 72 nè cô chú, tới ngang 44 ha. Nó hoành thì cũng vậy ha cô chú. Đó. Vàng cam 1 nè, tím sen là 2 nè, trang sen Nhật là 3 nè, đỏ là 4 nè, vàng thường của mình là 5 nè, vàng nghệ là 6 nè, cam cà gót là 7 nè. Nói chung là ba cô chú từ 5 màu đến 7 màu ha cô chú. Phôi thái nữa là 8. Rồi mã 41 này em giao lưu giá cũng 250 ngàn ha cô chú. Rồi tiếp tục 42 cô chú ơi. Cao là 70 á cô chú ơi, tới ngang 40 ha. Đây, hoành dao động cũng 5-6 quý cô chú. Nói chung là bằng ngón tay của em á, nó bông gật gỡ hết trơn nè. À, muốn lấy cây nào lấy ha cô chú. Nó 42 cũng 250 ha cô chú. Rồi tiếp tục 43 cô chú ơi. Cây này quá xá búp ha. Cây này kẹo búp luôn cô chú ơi. Này cao dao động thì cũng vậy á cô chú ơi, tới ngang với chiều cao nó khoảng 6 mấy 70 á. Tương đương. Tương đương với nhau hả? Ba cô chú 5 màu tới 7 màu ha. Đó. Rồi 43 này có giá 250 luôn cô chú ơi. Đó. Tiếp tục 44 cô chú. Quá trời bông nó lên nè. Nè cao này 71 nè. Tới ngang này được 48 nè cô chú. Hoành này cũng bự luôn nè. Hoành này được 5,5 nè cô chú ơi. Đó. Rồi 44 này có giá cũng 250 luôn cô chú ơi. Tiếp tục 45 hay cô chú. Đó. Quá trời này có một trắng này nè cô chú ơi. Cao là 73 luôn cô chú, tán ngang là 45 luôn. Nói chung cây nào cũng có đủ màu nhưng mà cây nào cũng có trên nha cô chú. Dạ. Đó. Rồi 45 này có giá 250 luôn. Rồi 45 này cũng là cuối clip em hay cô chú. Cũng chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ những clip rồi, cũng mong cô chú ủng hộ em clip này ha. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo ha. Cũng kính chúc quý cô chú anh chị có những cái ngày nghỉ lễ và trở lại công việc thành công và nhiều sức khỏe hơn ha. Thay vì chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại nha.